1, 2, 3. Chúc mừng triển lãm của siêu nhân. Em có thích không? Em có thích không? Đấy, thấy chưa? Chị bảo là chị đến muộn á, nhưng mà chị có một món quà vô cùng bất ngờ cho em đấy. Đấy, chị đã phải ai chuẩn bị nhá. Rồi là một quả pháo bông để tặng em. Và mình vẽ hai chị em nữa này các bạn ơi. Và mình vẽ gia đình nhà thỏ, mình vẽ gia đình nhà động vật. Rồi mình vẽ luôn cả những ngôi nhà house nữa nè. House có nghĩa là ngôi nhà đó các bạn ạ. Đây là mình vẽ cả ngôi nhà của chicken nữa, có nghĩa là bạn gà. Đây mình vẽ luôn cả công chúa ở chỗ này nè. Tiếp nha các bạn, mình vẽ luôn cả hai bố mẹ vào đây nữa và cả con. Bố thì môi lâu, con thì môi đỏ, mẹ môi đỏ. Mẹ bình thường rất là hay chu môi. Thế là bây giờ các bạn về nhà gần hết rồi mà chị Ma Sa vẫn chưa đến là sao ở các bạn. Xin lỗi, xin lỗi. Ôi dồi ôi, chị chạy mệt quá. Ôi dồi ôi, hôm nay nhà chị vô việc, chạy mãi bây giờ mới đến được triển lãm. Trời ơi, ôi chị thích bức này nhất luôn này. Ôi ngôi nhà này đúng ngôi nhà mà chị mơ ước luôn đấy. Tặng cho chị à? Ủa, đây là bức tranh gì đây em? Tặng chị em. Đây là em à? Đây là chị à? Không, đây là chị, đây là em. Đây là em à? Ủa, đúng là siêu nhân rồi. Cái mỏ này đúng là mỏ của em lắm. Nè, giống em ơi. Được rồi, thế nhá, chị đến muộn nên chị có quà cho em đấy. Đâu? Bất ngờ rồi, bây giờ em đứng ra đây. Em nhắm mắt lại. Nó chỉ đến 1, 2, 3 mới được mở mắt ra nhá. Lúc nào chị bảo là 1, 2, 3 mới được mở đấy. Bởi vì món quà này vô cùng bất ngờ luôn. Đảm bảo em sẽ thích đấy. 1, 2, 3. Chúc mừng triển lãm của siêu nhân. Em có thích không? Em có thích không? Đấy, thấy chưa? Chị bảo là chị đến muộn á, nhưng mà chị có một món quà vô cùng bất ngờ cho em đấy. Một quả pháo bông để tặng em. Ừ. 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 Chị bảo là tranh này đã có ai mua chưa? Chưa. Chưa mua. Sao chị thấy bảo là có ai đặt mua hết một loạt của em rồi? Đấy là có một bạn ạ. À. Bạn ấy có lừa đây. Thế à? Một tranh của em đẹp này á, chị nghĩ mình trưng bày thôi cũng đã đủ đẹp rồi. Phải công nhận đẹp. Ô, đây là gia đình nhà em đúng không? Đây là bố em này, mẹ em này và em đây đúng không? Ờ, chỗ có tóc em vào. Ừ, bố cả bố em ăn chơi nhá. Mà có mặt đấy, người chị tranh đẹp thật đấy. Chị ấn tượng luôn đấy, chị không nghĩ em giống như em. Wow, thích không? Vui không? Đấy, thế thôi. À này, mà tổ chức triển lãm tranh này em làm mấy ngày? Em làm từ trước rồi. 3 ngày thôi, hay 1 tuần? Em tổ chức mấy ngày? Em trời ơi, nhiều việc quá quên mất cả. Không biết mình tổ chức những ngày nào hả? 3 ngày. 3 ngày à? Hôm nay là ngày đầu tiên đúng không? Trời ơi, em có biết không? Chị sắp lòng mua được quả pháo bông, pháo giấy này về để cho em đây. Chị biết là em thích mà, triển lãm là phải tưng bừng như thế nó mới đẹp chứ. Em thích chơi lắm. Ừ. Chị em mình. Em rất thích chơi quả bông. Trời ơi, em lại còn ngồi như thế hả? Được rồi, em thích đúng không? Triển lãm em của nhà em có bánh ăn không? Cả kia có bánh thì sao ăn bánh thì đừng từ sáng là chưa ăn gì mãi đi mua cái này chưa ăn cái gì cả. Còn cái này cứ để cho mẹ em trông. Đây này. Mình đi ăn bánh đó. Chị cầm đi. À ừ đúng rồi đấy, quên đấy, bốc này là siêu nhân tặng riêng cho chị đúng không? Chị sẽ về chị làm khung xong chị treo giữa nhà luôn. Hai chị em mình xinh tươi nhờ. Chị cầm thôi. Kết em thì mượn. Đổi chuyết đổi chuyết à. Làm cái sao ăn đang đói quá. Xong rồi á, mấy hôm nữa chị sang giúp em bán nhé. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.